Thưa quý vị khán giả, nang thận là những khối bất thường hình thành ở một hoặc cả hai bên thận, bề mặt tròn nhẵn, bên trong chứa đầy dịch. Đây là tổn thương lành tính thường gặp nhất ở thận, với tỷ lệ mắc gia tăng theo tuổi tác, đặc biệt là ở người già và người có bệnh lý nền. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không được phát hiện, nang thận phát triển kích thước lớn sẽ gây ra các triệu chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Để hiểu rõ hơn về bệnh này, ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Thông thường, nang thận diễn tiến âm thầm và ít gây ra triệu chứng lâm sàng cụ thể. Người bệnh chỉ tình cờ phát hiện thông qua khám sức khỏe hoặc các bệnh lý khác. Một số trường hợp nang phát triển lớn. Một số trường hợp nang phát triển lớn về kích thước có thể gây ra các biểu hiện như tức nặng vùng hông bên có nang thận, có thể gặp tình trạng tiểu ra máu hoặc nước tiểu có màu hồng nhạt, đau đớn khi đi tiểu. Sốt rét run do xuất hiện nhiễm trùng hoặc xuất huyết ở nang thận. Lúc này bắt buộc phải can thiệp điều trị để tránh các di chứng nguy hiểm về sau. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục Sức khỏe và Sau năm hôm nay. Bác sĩ có thể chỉ ra những nguyên nhân gây ra bệnh nang thận? Nang thận nó có nhiều cái loại lắm. Thứ nhất là cái loại nang thận đơn độc, tức là trên cái thận mình nó chỉ xuất hiện có một cái nang thôi. Hoặc là có nhiều nang. Và những cái nang thận nó có thể có những kích thước khác nhau. Và có một số những cái trường hợp là nó có đặc tính di truyền nữa. Ở những trường hợp ví dụ như bệnh thận đa nang, tức là có rất là nhiều cái nang ở trong cái thận của mình, giống như là cái chùm nho như vậy đó. Thì về cái đặc điểm của cái nang thận đó, nó cũng có một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề điều trị. Thì chúng ta phải xác định được là cái nang đó là nó lành tính hay là nó có nguy cơ ác tính. Thì làm sao biết được là cái nang đó nó có lành tính hay ác tính, thì chúng ta phải dựa trên những cái bằng chứng về hình ảnh học. Thì thường là đơn giản nhất là mình dùng siêu âm, tuy nhiên là để xác định một cách chính xác rõ ràng hơn thì chúng ta phải chụp CT hay là chụp cắt lớp vi tính có cản quang để mình xem coi là cái nang đó là nó có đặc tính như thế nào, tức là kích thước rồi vị trí rồi cái thành nang, cái vách nang nó có chồi trong nang hay không, cái dịch ở trong nang nó có cái gì đặc biệt hay không, ví dụ như là nó trong hay là nó có cái đậm độ khác biệt. Thì dựa trên những cái thông tin đó chúng ta mới biết được là cái nang đó là lành tính hay là nang ác tính. Bệnh nang thận thì hiện nay có những phương pháp điều trị hiệu quả ra sao ạ? Về phương diện điều trị thì chúng ta biết rằng là những cái trường hợp mà nang mà đơn độc mà lành tính thì thường là nó sẽ không có triệu chứng. Rất hiếm khi mà nó có triệu chứng, ví dụ như là triệu chứng đau thì chỉ những trường hợp mà cái nang thận nó phải to hoặc là nang thận nó có những cái biến chứng, ví dụ như là nhiễm trùng, xuất huyết, thì những cái trường hợp đó là chúng ta mới cần phải can thiệp phẫu thuật. Còn những cái bệnh thận đa nang thì nói chung là những cái trường hợp đó là chúng ta cũng chỉ giải quyết về mặt triệu chứng thôi. Khi nào mà có đau rồi này nọ thì chúng ta mới cần phải phẫu thuật. Điều trị về cái nang thận đơn độc á, những cái trường hợp mà nang nhỏ thì chúng ta có thể mình chỉ cần chọc hút, mình lấy cái dịch ở trong nang đó ra, sau đó là chúng ta có thể bơm một số những cái chất gây sơ vào trong cái nang. Còn những cái nang mà có nguy cơ ác tính á, thì lúc đó chúng ta phải điều trị bằng phẫu thuật, và thường là chúng ta phải cắt một phần thận hoặc là nhiều khi chúng ta phải cắt bỏ cái thận đó luôn. Đó thì cái chuyện mà điều trị như thế nào và phẫu thuật như thế nào thì anh phải đến bệnh viện để xác định. Ví dụ như nếu mà chọc hút nang đó là cái biện pháp mà đơn giản nhất á, thì chi phí nó cũng không có tốn kém nhiều. Tuy nhiên là khi mà phải phẫu thuật để mà cắt bỏ cái nang đó thì cái việc điều trị nó rất là phức tạp và lâu dài. Do đó là một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chuyên mục Sức khỏe và Sau năm hôm nay. Khi nang lớn và xuất hiện những triệu chứng khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc, người bệnh nên đến bệnh viện điều trị, tránh để quá lâu khiến nang chèn ép mô thận gây ảnh hưởng đến chức năng thận. Chọc hút và tiêm cồn tuyệt đối điều trị nang là một trong những kỹ thuật can thiệp hiện đại đang được áp dụng thường quy tại Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, được đào tạo từ những nền y học tiên tiến nhất như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, thực hiện các ca can thiệp với độ chính xác cao. Quy trình kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt dưới sự hỗ trợ của hệ thống thiết bị y tế hiện đại hàng đầu Việt Nam, giúp tăng tỷ lệ thành công và hiệu quả lâu dài cho người bệnh. Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình.